đến với kênh tin tức Sao Việt. Hà Đa rất hy vọng rằng quý vị và các bạn sẽ có những giây phút thật sự thư giãn và thoải mái cùng với chúng tôi. Và quý vị cũng đừng quên nhấn nút theo dõi kênh và bật chuông thông báo để có thể cập nhật được những thông tin nóng hổi nhất hàng ngày quý vị nhé. Còn ngay bây giờ thì mời quý vị hãy cùng đến với những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Sau việc chia buồn khi em trai soái ca Hứa Vĩ Văn đột ngột qua đời, rất nhiều nghệ sĩ Việt đã không khỏi ngỡ ngàng khi em trai của nam diễn viên qua đời đột ngột khi còn rất trẻ. Thông tin về đám tang của em trai Hứa Vĩ Văn được chia sẻ trên mạng xã hội khiến đồng nghiệp và mọi người không khỏi tiếc nuối. Em trai Hứa Vĩ Văn qua đời ở tuổi 34. Mới đây nhất trên trang cá nhân, người thân của nam diễn viên Hứa Vĩ Văn vừa chia sẻ dòng trạng thái thông báo về tin buồn. Cụ thể, tài khoản này viết: "Tin cáo phó, thay mặt gia đình anh Văn xin thông báo đến anh em bạn bè thân hữu gần xa, em trai của anh Văn là Hứa Vĩ Toàn vừa qua đời, linh cữu được hoàng tại sảnh phòng cộng đồng khu chung cư, sau đó được an táng tại nghĩa trang Đa Phước, Bình Chánh lúc 7 giờ sáng ngày 22 tháng 9, gia đình đồng kính báo." Tiếp đó, Hứa Vĩ Văn cũng đăng tải hình ảnh hai anh em ở thời thơ ấu và tâm sự khiến mọi người đầy xót xa. Chuyện kể rằng người anh luôn cõng em trai mình để ru giấc ngủ mỗi ngày, để chờ cha mẹ đi làm về, em ngủ thật yên đấy nhé. 30 năm trước, ngày xưa có người em trai. Cả hai anh em đều sở hữu vẻ điển trai ngay khi còn bé. Gia đình anh chỉ thông báo việc Hứa Vĩ Toàn qua đời và không chia sẻ thêm bất cứ thông tin nào về nguyên nhân ra đi đột ngột ở tuổi đời còn khá trẻ. Có lẽ khi viết những dòng tâm sự thì nam diễn viên đã không khỏi bất ngờ và đau lòng. Dàn sau việc động viên chia buồn với gia đình Hứa Vĩ Văn. Ngay khi thông tin này đã được đăng tải công khai thì nghệ sĩ Việt cũng tiếc nuối vô cùng. Mọi người nhanh chóng gửi lời chia buồn với gia đình nam diễn viên trước sự mất mát lớn như vậy. Các nghệ sĩ như Lý Nhã Kỳ, Nguyệt Ánh, Lê Phương, Phạm Thanh Thảo, Thúy Hạnh, Lê Hiếu, đạo diễn Quang Huy đều động viên gia đình đồng nghiệp mong Hứa Vĩ Văn sẽ giữ được mạnh mẽ vượt qua được cú sốc, thay em trai chăm sóc mẹ. Rất nhiều lời bình luận động viên tinh thần gia đình Hứa Vĩ Văn. Hứa Vĩ Văn là một trong những soái ca của màn ảnh Việt, từng là thành viên nhóm nhạc GMC ở đầu thập niên 2000. Anh tham gia vào nghệ thuật từ năm 16 tuổi, cho đến nay cái tên của anh chưa bao giờ bị lãng quên. Thời gian qua, nam diễn viên khá hiếm xuất hiện trên truyền thông và các dự án phim ảnh, nên công chúng rất mong ngóng ngày anh tái xuất.